Một chiếc xe tải chở đầy khí độc chạy thẳng về phía trung tâm thành phố. Tài xế bẻ gãy chìa khóa xe, điên cuồng mở van cửa của bình khí độc ra. Sau đó gã ném thẳng van mở ra xa. Hắn tháo mặt nạ phòng độc xuống. Hóa ra là tự sát bằng khí độc. Lúc bảo vệ chạy đến hỏi gã thì đã quá muộn rồi. Khí độc bắt đầu tỏa ra ngoài. Người trên đường nhìn thấy một màn xương đang lan đến. Ban đầu họ không hề để ý. Những người trẻ tuổi còn lấy điện thoại ra để chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Bạn xem chị gái áo vàng cười ngọt ngào không được bao lâu thì cũng toang. Bọn họ chỉ cần hít một hơi khí độc, sau đó đã đau đớn vùng vẫy trên mặt đất, chết ngạt chỉ trong một phút. Màn xương độc mau chóng tỏa ra khắp thành phố, người hít vào sẽ sùi bọt mép và ngạt thở rồi chết. Người đi đường lần lượt chạy trốn vào các cửa hàng, nhưng người bên trong cửa hàng lại không hề mở cửa. Một chiếc xe đang lao vào khu vực có độc, người tài xế bắt đầu chết bất đắc kỳ tử, tông vào trạm xăng và gây ra một vụ nổ lớn. Một chiếc xe khác còn thảm hơn, tông thẳng vào chiếc xe chở ga, bình ga nổ tung tứ phía. Cả nhà Dong Nam đang ở khách sạn bên cạnh để tổ chức sinh nhật cho bà. Bọn họ bị vụ nổ dọa hú hồn, cả nhà Dong Nam lao ra đường. Lúc này mới phát hiện màn xương độc đã tràn đến bên này. Mọi người nhanh chóng quay vào khách sạn. Động tác của chị gái Dong Nam có hơi chậm, té ngã đập đầu vào màn xương độc. Dong Nam nín thở, cõng chị gái từ màn xương quay về, mau chóng rội nước. Nhưng chị gái vẫn hôn mê không tỉnh. Lúc này Dong Nam phát hiện khách sạn đã bị màn xương độc bao vây và luồng khí độc đang dâng lên cao. Mọi người nhanh chóng lên tầng. Dong Nam nhanh nhẹn phối hợp với Eun Ju làm ra một chiếc cáng đơn giản. Dong Nam và Eun Ju đã từng là bạn học trong câu lạc bộ leo núi thời đại học. Lúc tốt nghiệp, Dong Nam tỏ tình với Eun Ju nhưng lại bị từ chối thảm hại. Hiện tại anh cũng có một cuộc sống thảm hại vì thất nghiệp. Mà Eun Ju là phó quản lý của khách sạn này, hai người họ lại gặp gỡ nhau tại đây. Mọi người muốn chạy lên sân thượng nhưng phát hiện cửa đã bị khóa. Chìa khóa đang được để ở tầng 1 đang bị màn xương độc bao vây nên không thể đi xuống. Tin tức khi này thông báo rằng tài xế phát tán màn xương độc đã chết. Gã là một tiến sĩ nghiên cứu khí độc, vì hạng mục bị dừng nên gã báo thù xã hội. Độc tính của chất độc rất mạnh, nó có thể khiến cho con chuột bạch chết trong vòng 5 giây. Cơ thể bị dính khí độc sẽ bị bỏng ở da và mắt, cơ quan hô hấp suy kiệt. Nếu có mặt nạ chống độc cũng chỉ có thể cầm cự được 15 phút. Khí độc kinh khủng thế này thật sự khiến mọi người rơi vào tuyệt vọng. Dong Nam nghĩ ra một cách. Anh lấy vật lớn đập vỡ kính cường lực. Anh muốn nhảy từ tòa nhà này sang sân thượng đối diện, sau đó sẽ leo lên sân thượng và mở cửa. Mọi người đều khuyên Dong Nam đừng làm vậy. Anh không quan tâm việc bị ngăn cản, liều mạng giống hệt lúc bình thường anh chơi xả đơn vậy. Chưa từng thấy có ai chơi xả đơn thế này. Chơi đến nỗi không cần mạng sống. Anh bị đám trẻ gọi là đồ điên. Nhìn thấy xả đơn, anh dường như trở nên hăng máu. Anh đều đã thử qua tất cả kỹ thuật. Mặc dù Dong Nam khá tài năng nhưng chỉ có bà dì ở công viên là hưởng ứng theo anh một cách yếu ớt. Dong Nam thực sự muốn nhảy, anh mau chóng lao ra. Dù kinh sợ nhưng Dong Nam không gặp nguy hiểm gì. Cuối cùng anh cũng leo lên được tòa nhà đối diện. Nhưng chuyện tiếp theo anh làm sẽ còn nguy hiểm hơn. Dong Nam cố định dây thừng. Eun Ju tìm được một cái móc an toàn. Cô ném nó vào viên phấn qua. Dong Nam dẫm nát phấn, bôi bột phấn này lên tay để có thể giảm được phần lớn lực ma sát. Anh cầm một cây gậy sắt lên, bắt đầu nhảy qua phía đối diện. Anh thuận lợi trèo lên. Sau khi leo được mấy tầng, anh bắt đầu leo ngang qua. Dong Nam phát hiện một tấm bích họa, trên đó có những viên đá nhỏ lồi lõm. Dong Nam thật phi thường. Tay anh móc vào những viên đá lồi ra, thuận lợi leo lên bức bích họa. Dong Nam leo lên một mặt phẳng. Lúc này câu hỏi khó đã xuất hiện. Dây thừng không đủ dài, nhưng đây là biện pháp an toàn duy nhất. Nếu tiếp tục leo lên, bắt buộc phải cởi dây thừng ra. Anh kiên định tự tin tháo dây thừng. Eun Ju hét lớn anh điên à. Anh tiếp tục leo lên. Phía trên là một chiếc đầu rồng trang trí. Anh quyết định phải nhảy lên và chụp được thứ này. Trước giờ Dong Nam chưa từng thực hiện thành công cú nhảy này. Nhưng những lần trước anh đều có dây an toàn. Lần này nếu thất bại, rơi xuống thì chỉ có chết chắc. Dong Nam quyết liều mình. Thật may lần này anh đã tóm được. Bây giờ anh đã cạn kiệt sức lực. Anh cầm cự, kìm nén chút sức lực cuối cùng cũng trèo lên được. Dong Nam mở cửa lầu, mọi người thuận lợi đến được sân thượng. Thế nhưng khí độc lại ép sát. Lúc này máy bay trực thăng bay lượn quanh sân thượng. Mọi người vẫy tay la hét nhưng trời quá tối, khí độc mù mịt. Máy bay trực thăng không nhìn thấy bọn họ. Eun Ju mở điện thoại, chỉ mọi người làm tín hiệu khẩn cấp, nhưng ánh sáng quá yếu. Mọi người lại chạy xuống lầu, chuyển một cái loa lên, lớn tiếng cầu cứu lên bầu trời. Eun Ju vừa xinh đẹp lại còn thông minh. Cô điều khiển đèn biển báo của khách sạn, ánh đèn không ngừng chớp nháy. Cuối cùng máy bay trực thăng cũng nhìn thấy bọn họ. Máy bay thả lồng cứu sinh xuống, nhưng chỉ có 20 người có thể lên được, mọi người đều chen chúc để lên. Giờ chỉ còn lại Dong Nam và Eun Ju. Họ đang lên thì tiếng cảnh báo kêu lớn, đã đạt tới giới hạn cân nặng. Eun Ju đẩy tay Dong Nam ra. Cô quyết định ở lại. Dong Nam cũng quyết định ở lại với Eun Ju. Bọn họ phát hiện chỉ có leo lên tòa nhà càng cao thì mới càng dễ được cứu. Hai người thay quần áo, không dễ thì mới tìm được ba cái mặt nạ phòng độc. Bọn họ bắt đầu chạy ra ngoài, chạy qua mấy tòa nhà lầu, rồi leo lên một sân thượng, phát hiện khí độc càng lúc càng lan nhanh. Mỗi cái mặt nạ phòng độc chỉ có thể cầm cự trong 15 phút. Dong Nam thay cho mình một chiếc lưới lọc khí độc mới, lại bỏ lại Eun Ju một mình bỏ chạy. Eun Ju rất giận dữ, lớn tiếng mắng Dong Nam là đồ tệ bạc. Vì để sống, Eun Ju chỉ có thể leo lên trên. Cô leo lên chỗ cao hơn, trong đầu nghĩ mình chết chắc rồi. Lúc này Dong Nam đột nhiên quay về, anh thay một lưới lọc mới cho Eun Ju. Hai người đi đến một phòng tập thể hình, mở quạt gió thổi bay khí độc trên người mình đi. Bạn từng thấy kiểu nhảy lầu này bao giờ chưa? Hai người cột dây thừng lên quả tạ tay, ném từng quả tạ sang sân thượng tòa nhà đối diện. Eun Ju tương đối nhẹ, cô leo qua trước.
Nhưng lúc Dòng Nam leo qua thì khí độc đã dâng lên. Dòng Nam lui về, ngã xuống. Nên làm thế nào đây? Liệu nên đợi Dòng Nam hay là tự mình chạy trước? Trong lúc do dự, một quả cầu thép khổng lồ bị ném tới. Dòng Nam mang mặt nạ phòng độc leo qua. Hai người tiếp tục chạy lên chỗ cao hơn. Trong thành phố, mọi đội phòng cháy chữa cháy đều đã bắt đầu hành động, phun nước để ngăn khí độc phát tán. Nhưng bọn họ cũng không thể tiến vào trung tâm thành phố. Hai người chạy đến một sân thượng, tìm mấy cái biển hình người để gọi máy bay trực thăng. Người càng đông thì máy bay trực thăng càng dễ phát hiện. Lúc này, bọn họ bỗng nhìn thấy một nhóm học sinh bị kẹt lại trong tòa nhà đối diện. Sân thượng trên lầu cũng bị khóa lại. Dòng Nam và Ưn Du thử chỉ mấy học sinh leo thang, nhưng học sinh đó suýt chút nữa ngã xuống. Máy bay trực thăng đã phát hiện ra Ưn Du, hai người nhìn nhau, quyết định làm người tốt. Lần này bọn họ lại lựa chọn quên mình vì người khác. Hai người đặt các tấm bảng nằm xuống, tự mình cũng nằm xuống đất. Máy bay phát hiện ra đám học sinh, xem ra đám học sinh đã được cứu. Chính vào lúc này, một trạm xăng lại bị nổ. Một đám khói hình nấm dâng lên, khí độc phát tán càng nhanh. Hai người bắt đầu chạy đua với thời gian, chạy đua với khí độc. Bọn họ giống hệt như người nhện, nhảy băng qua các tòa nhà. Chạy đến nơi càng cao thì sẽ càng an toàn. Lúc này máy bay không người lái của đài truyền hình phát hiện ra bọn họ. Cảnh tượng chạy nhảy của họ xuất hiện trên các màn hình, lần lượt hiện lên các bản tin trực tiếp và livestream trên mạng. Hình ảnh ngoạn mục của bọn họ được người dân cả nước nhìn thấy. Hành động của bọn họ đã thực sự đã chạm đến trái tim của mọi người. Hai người tay không leo núi, thuận lợi leo lên tấm bảng quảng cáo. Xuất hiện một con cua lớn. Dòng Nam không quên phối hợp với Ưn Du, cuối cùng cũng leo lên được một tòa nhà cao khác, chỉ cách tòa nhà cao nhất thành phố một chút xíu. Nhưng khoảng cách quá xa, không thể nhảy qua được. Thế nhưng máy bay không người lái lại hết pin, phát sóng trực tiếp bị gián đoạn. Tình hình trở nên nguy hiểm, có lẽ họ sắp chết rồi. Hai người ôm nhau khóc. Lúc này Ưn Du đột nhiên đứng dậy, nhìn máy bay không người lái xuất hiện trên bầu trời, một chiếc rồi hai chiếc. Hàng chục máy bay không người lái đang bay về phía họ, chúng vây quanh tòa nhà, dùng sức gió từ cánh quạt cản khí độc lại. Nhưng đây không phải là cách trì hoãn lâu dài. Dòng Nam vẫy tay với một chiếc máy bay, nó gật đầu đồng ý. Dòng Nam cột dây thừng vào chiếc máy bay, còn chiếc máy bay cột dây thừng vào đường ống bên phía tòa nhà đối diện. Dòng Nam cố định một đầu khác của dây thừng vào lan can. Hai người tóm chặt dây thừng, can đảm trượt qua tòa nhà đối diện. Thế nhưng lực trượt không đủ, giữa đường họ bị dừng lại. Dây thừng trên ống nước cũng sắp tụt ra. Ưn Du không do dự rút cây kéo ra cắt dây, dây thừng trên ống nước cũng tụt. Hai người biến mất trong màn khí độc. Máy bay trực thăng bắt đầu truy tìm để giải cứu. Thế nhưng khí độc đã che mất tầm nhìn của họ. Trên nóc tòa nhà không có ai. Không ai biết hai người họ còn sống hay đã chết. Lúc này, một tia sáng yếu ớt chớp tắt không ngừng. Hóa ra hai người họ vẫn còn sống, đang gắng sức leo lên một cầu trục. Máy bay trực thăng phát hiện ra bọn họ. Họ cuối cùng cũng được cứu. Mọi người ôm chầm lấy Dòng Nam. Anh cũng không còn là kẻ thất bại, vô dụng trong mắt mọi người nữa. Quản lý nhà hàng giả vờ hỏi thăm Ưn Du. Cô đấm ngất gã, trở mặt với tên cặn bã. Lúc gặp nguy hiểm anh ta chỉ biết quan tâm đến bản thân mình. Bên phía bệnh viện, chị gái của Dòng Nam may mắn thoát khỏi nguy hiểm. Dòng Nam và Ưn Du đã trải qua hoạn nạn cùng nhau. Họ quyết định hẹn hò với nhau. Lúc này trời đổ mưa, khí độc bị mưa cuốn trôi. Tai họa cũng đã kết thúc. Bộ phim đến đây là hết. Bộ phim tên là Exit, đạt 7,5 điểm trên IMDb, là một tác phẩm điện ảnh thành công với nhiều giải thưởng lớn tại quê nhà Hàn Quốc. Hẹn gặp lại các bạn trong bộ phim tiếp theo. Xin chào!